Thiết bị Tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay Thiết bị Tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là niệm chống rét GBM073. Thì một bộ niệm chống rét GBM073 sẽ bao gồm là một phần đầu máy, một phần niệm, một phần miếng lót chống thấm nước và một phần là cái muối hơi cho được sử dụng trong những trường hợp mà cái muối hơi trên cái niệm của mình nó bị hỏng không sử dụng được nữa, thì mình có một cái để mà xe cua và một miếng dán để mà trong trường hợp mà cái niệm của mình nó bị lủng thì mình có thể sử dụng nó. Thì cái niệm chống rét GBM 073 này sẽ có chiều dài là 2m, chiều ngang là 90cm và bề cao khi mà bơm căng đầy các muối hơi là 12cm và tải trọng là 130kg. Thì đối với phần đầu máy á, thì trên này nó sẽ có hai cái nút điều khiển, một cái nút là tắt mở và một cái nút là tắt chế độ đảo hơi vào ban đêm để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người sử dụng. Thì khi mà mình chỉnh sang chế độ này thì nó sẽ thành một cái niệm hơi thông thường, nó sẽ không còn chức năng đảo khí nữa. Thì chức năng đảo khí của nó sẽ tầm 6 đến 7 phút thì nó sẽ đảo khí một lần. Cái thứ hai, trên cái phần điều khiển, cái núm điều khiển của nó thì nó có hiển thị cái số ký, thì tương đương với lại cái số ký của người sử dụng ở nhà. Ví dụ như người sử dụng người ta nằm trong khoảng là từ khoảng 60kg thì mình sẽ chỉnh về cái mức là 50 đến 70kg thì nó phù hợp với lại cái niệm, cái lượng hơi bơm vào của nó phù hợp, thì người sử dụng nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Rồi em xin hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy. Thì mình sẽ ở trên cái phần niệm mất, nó sẽ có một ống hơi được bịt hai đầu như vậy. Khi mà mình mở ra thì mình sẽ bóp bên hông của nó, mình bóp, mình giật cái này ra thì nó sẽ ra hiện ra hai cái đầu, một cái đầu là hút không khí ở ngoài vô và một cái đầu là xả khí từ cái niệm ra, sẽ thực hiện quá trình đảo khí. Mình sẽ ghim vào trong máy. Khi ghim vào trong máy, mình kết nối cái này với nguồn điện, rồi sau đó mập mở tắt máy, mập mở máy thì mình sẽ chỉnh. Đầu tiên thì mình nên chỉnh về cho nó mát để mà quá trình bơm khí vào nó nhanh hơn. Khi mà niệm nó đã căng rồi á thì mình có thể chỉnh về theo số ký của người sử dụng. Dạ. Rồi mình giữ ở đây, mình cái niệm hơi chống rét này mình sẽ xài sử dụng điện là 24/24 ha. Dạ. Trường hợp nếu mà cúp điện, mà cái trường cúp điện thì mình có thể mở cái dây hơi này ra, mình khóa cái chốt này lại thì nó sẽ đảm bảo cái lượng hơi ở trong niệm cho mình không bị xì ra ngoài. Dạ. Còn nếu mà mình muốn xả cái niệm này á, xả cho nó nhanh sẹp á, thì ở phần niệm của nó, ở phần niệm ở chỗ này nó có một cái dây màu đỏ. Cái dây màu đỏ chỗ này á thì mình sẽ rút cái chốt chỗ này ra. Mình rút ra như vậy á thì cái niệm nó sẽ nhanh sẹp hơn, để cho mình bảo quản hoặc là đem đi tới đi đâu đi đó. Dạ, em sau đây em xin kết thúc phần giới thiệu của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.